Xin chào cô chú và anh chị em. Hôm nay mình cùng đi ngắm hoa ha. Đây các bạn nhìn thấy nè, có ai biết cái hoa này là tên gì không các bạn? Thì hoa này tên tiếng Việt có cái tên là hoa thủy tiên. Đó, tên đẹp ghê ha. Rất là đẹp, hoa thủy tiên. Thì tên tiếng Pháp gọi là Narcisse. Thì hoa này nó cũng có nhiều tên lắm các bạn. Thì có người gọi là thủy tiên vàng, hoặc là thủy tiên loa kèn, hoặc là thủy tiên kèn. Đó, tại vì cái hoa của nó giống giống như cây kèn ha, cho nên người ta gọi là thủy tiên kèn. Thì ở Pháp hoặc là ở châu Âu thì người ta cũng gọi rất là nhiều tên, cũng như là Le Narcisse Jaune hoặc là Narcisse Tombette, tức là cây kèn. Thì tùy theo cái màu sắc mà người ta gọi, mà nói chung chung là thủy tiên. Tại vì nó có nhiều màu lắm các bạn, nó có màu trắng rồi màu cam nữa, và giữa hai màu lẫn lộn nữa. Và một cái loại nữa là thủy tiên mà nó to hơn cái kiểu này, nó cũng giống như thế này nhưng mà nó có cái dạng to hơn nữa, gọi là double, tức là gấp đôi đó. Đó, rất là đẹp. Thì mình đi ngang cái chỗ này nè, thấy người ta trồng quá nhiều, quá đẹp luôn. Thì cái hoa này rất là phổ biến ở châu Âu. Vào mùa xuân thì cái hoa này nó mọc lên rất là nhiều. Thì cây cỏ thì nó còn rất là thấp, nó chưa có phát triển, mà cây này phát triển rất là mạnh, cho nên là nhìn nó rất là nổi trội ở trong cái đám cỏ, rất là đẹp luôn. Thì có loại nó rất là thơm và có loại thì không có mùi thơm. Cái chùm hoa màu xanh này gọi là dạ lan hương, ở đây tiếng Pháp gọi là jacinthe. Còn cái hoa màu trắng gọi là hoa cúc, nữ hoàng của hoa cúc gọi là tiếng Pháp gọi là reine marguerite. Cánh hoa màu cam này có cái tên gọi là hoa mao lương. Các bạn nhìn thấy rất là đẹp ha, cũng như hoa hồng có nhiều lớp rất là đẹp. Thì tên tiếng Pháp của nó có cái tên gọi là renoncule d'Asie. Ở đây người ta trồng ven đường như thế này nè các bạn, những cánh hoa rất là nhiều, nhiều màu sắc, rất là đẹp luôn. Ở đây có cây cải dúng nè các bạn, nhưng mà người ta trồng để làm kiểng đó các bạn. Nhìn nó tốt ha, rất là đẹp. Cây này có cái màu cam đậm, giống giống như hoa móng tay ha các bạn. Thì cây này gọi là cây hoàng bá. Thì tên tiếng Pháp của nó được gọi là couronne impériale. Còn đây, đây là cái cây gì các bạn biết không? Nhìn nó giống như cái trái cherry ha. Nhưng mà cái này gọi là táo dại đó các bạn, cây táo dại hoặc là cây táo mini hoặc là cây táo kiểng. Thì cây này người ta trồng để làm kiểng, ăn vẫn được nha các bạn, cái trái nó ăn vẫn được nhưng mà cái trái nó nhỏ xíu xíu thôi.
và cái vỏ của nó hơi cứng một chút. Thường thì cái trái này nó sẽ chín và rụng vào mùa đông, hoặc là khô trên cây vào mùa đông, nhưng mà hiện tại bây giờ là đang mùa xuân nhưng mà trái vẫn còn ở trên cây đó, rất là lạ hen. Cái cây này đó người ta trồng là để làm cảnh, tại vì cái trái nó ra rất là nhiều, rất là đẹp luôn, mà ở đây không có ai ăn hết trơn các bạn ơi, tại vì nó nhỏ xíu à, mà mình nghĩ chắc người ta cũng không muốn ăn tại vì nó đẹp quá. Thì khi mà nó chín đó, chim nó ăn vào mùa đông đó, thì mấy con chim nó sẽ ăn những cái trái này. Thì cái trái này bây giờ đó nó qua mùa xuân rồi, cho nên là ở bên trong nó mềm hết rồi, nó thành bột rồi, nó không còn giòn nữa. Nhưng mà cái lúc mùa hè hoặc là mùa đông đó thì nó giòn, nó cũng giống hệt như là táo của mình ăn vậy đó, hoặc là gọi là trái bơm đó các bạn. Ở Pháp thì ta gọi là trái pom, thì tiếng Việt mình gọi là trái táo đó, rất là giống, nhưng mà là cái vỏ nó hơi cứng một chút, và nếu mà nó còn non đó thì nó có cái độ chát và nhẫn nhẫn, nhưng mà khi nó chín rồi đó thì nó cũng ngọt, cũng y chang như trái táo của mình vậy đó, nhưng mà không ai ăn hết trơn á. Các bạn nhìn thấy nó đẹp ghê chưa? Chắc ở cái chỗ này nó khuất ở trong cái vách nhà nè, cho nên là nó giữ cái nhiệt độ đó, cho nên là cây vẫn còn trái. Thông thường thì mùa này nó khô hết rồi, hoặc là nó thành rụ hết rồi, nó chín nó thành rụ hết rồi. À, cái mình hái cái trái này nó hơi to to một chút. Ở cái chùm này quá đẹp luôn nè. Đó. À, các bạn nhìn thấy nó đẹp ghê ha. À, mình hái một 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 chùm này, một chùm này để mình mở ra xem, mình cắt ra bên trong xem như thế nào. Đó, ở đây nó có hai cây mà trái nhiều quá chừng nhiều luôn, thấy hàm đẹp ơi là đẹp. Thì cái này là những cái lá non nó mới mọc ra đó các bạn, còn mùa đông đó là nó không có lá, nhìn nó rất là đẹp luôn, chỉ có trái thôi chứ không có lá, rất là đẹp. Nhưng bây giờ những cái lá non bắt đầu nó đâm chồi ra này, cho nên vừa xanh xanh và đỏ đỏ cũng đẹp ha. Còn đây là hoa anh đào màu hồng phấn, ở Pháp người ta gọi là cây cerise, hoa rất là đẹp luôn. Và cái cây này nó cũng nhỏ thôi chứ nó không có to lắm. Này là cây thứ hai nè, cây hoa anh đào thứ hai, thì cây này nó còn nhỏ thôi, ong bướm rất là nhiều. Thì vào mùa này mấy cái cây này á, nó nở hoa rất là đẹp, và các bạn biết rồi đó, những cái cây này khi các bạn đi ngang nó thì ai cũng mắt nhìn hết, tại vì nó đẹp quá các bạn ơi, đẹp cực kỳ, nhìn toàn là hoa. Thì những cái cây hoa này gọi là hoa anh đào Nhật Bản thì nó không có trái đâu, chỉ có những cây anh đào mà cho trái á, thì nó người ta trồng theo cái kiểu khác, cái hoa của nó cũng hơi khác khác một chút. Thì cái cây này là hoa anh đào Nhật Bản cho nên là chỉ cho hoa thôi chứ không có cho trái. Đây là chùm trái táo mà mình hái lúc nãy này. Bây giờ mình về nhà, mình cắt ra thử coi coi bên trong nó như thế nào. Thì nó cũng mềm rồi các bạn, nó không còn cứng nữa. Cho nên mình nghĩ nó không còn ăn được nữa.
tại vì nó mềm như thế này là nó thành rượu rồi đó, nó có cái mùi rượu đó ở bên trong, nó sẫm màu hết rồi, nó sẫm màu đen hết rồi, nó mềm lắm. Cho nên nói chung là nếu mà đi lạc ở trong rừng mà đói á, thì ăn, mình nghĩ ăn cũng được, ăn để chống đói được. Nhưng mà nó không có ngon lắm, nó có cái bột bột, tại nó mềm quá, nó chín quá, nó có cái bột bột. Mình xin dừng video lại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và đi dạo một vòng ngắm hoa với mình ha. Và cảm ơn thật là nhiều một lần nữa nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Và xin chào các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha. Xin chào.